coi một hai clip trước rồi, rồi mới thấy clip của chú Nghĩa ở đây. Dạ. Thì con thấy ở đây cũng giống như là một vị ở trên thiên á. Dạ. Một vị ở trên thiên mà mình không biết là ai nhưng mà rất là lớn. Dạ. Vị ở trên thiên người ta xuống đây cũng như là người ta giáo hóa chúng sanh và hóa độ cho chúng sanh trên con đường mật pháp. Dạ. Để cho chúng sanh biết quay đầu về giờ tu tập, tại vì cũng là thời mật pháp cuối rồi. Dạ, mình chào cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa cô chú anh chị các bạn, có những cái món quà mà người thân hoặc là ai đó thương mến gửi cho mình. Những món quà tuy là giá trị, giá trị bằng một chiếc xe, bằng một căn nhà hoặc 50, 70 triệu. Hoặc là có những món quà rất đơn giản từ những cái áo hoặc là một cái vật rất nhỏ. Nhưng về mặt giá trị tinh thần, một vật về giá trị ý nghĩa thì nó mang đậm cả một tấm lòng trong đó, thưa cô chú anh chị. Ví như câu chuyện của bà Thanh Đề ở Ấn Độ ngày xưa, vì bà nghĩ là những cái cơm đem lên cúng dường cho các chư tăng ở chùa thì phải lúc mà lúa thì đã được bị người ta đi qua, cho nên bà đã quyết định đem hoặc gieo hạt lúa trong những cái kéo dừa, bà treo lên cao để bà trồng, đến khi thu hoạch bà mua hẳn một cái dao mới để tách từng cái vỏ hạt lúa đó, bà nấu thành cơm để dâng lên Phật. Và đó cũng là cái câu chuyện ngày hôm nay Nghĩa gửi đến cô chú anh chị các bạn. Đây là cô Sáu ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô Sáu là một người bán vé số quen đường ở quận Bình Chánh, thưa cô chú anh chị các bạn. Mà cô Sáu đã gọi cho Nghĩa ngày hôm qua, thì hôm nay Nghĩa đã được gặp cô và cô đã tặng cho chị quen một món quà rất ý nghĩa, một món quà của nhà Phật, thưa cô chú anh chị các bạn. Cô Sáu là một người rất mộ đạo. Cô Sáu tuy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, cô phải chật vật lo bữa ăn từng ngày, nhưng cô luôn hướng về Phật, cô luôn mong mỏi được ngày nào đó được gặp chị Wen, được nghe chị Wen nói vân vân rất nhiều thứ. Và hôm nay là món quà của cô đã gửi cho Nghĩa đem về cho chị Wen. Còn nội dung video thế nào, Nghĩa kính mời cô chú anh chị bạn tiếp theo video của Nghĩa ngày hôm nay ạ. Dạ. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào cô chú anh chị. Thì hôm nay này ở đây là quận mấy cô? Ở đây là quận 6. Quận 6, Nghĩa đang có mặt ở quận 6. Ở này là chùa Quang Thánh Đế Quân. Chùa Quang Thánh Đế Quân. Nghĩa nhận được cô Sáu là có gửi cho hai yeah. đồ Phật tử yeah. và cô xin phụ cúng dường yeah. ngài robot sắt đá mái là 200 ngàn. Là cái đó là bạn quen hả cô hả? Là coi như là mấy ven đó. Dạ dạ. Là cái này là cô thỉnh ở chùa hay là cô đặt hai cô? Không, cái này cô mua ở Trang Nhã. Cô mua ở cửa hàng Trang Nhã. Dạ. Ở nơi đó là người ta bán đồ Phật. Bán đồ Phật tử với những xô chuỗi hay đồ kia là cô cũng đứng ở trên đó. Dạ. Là cô coi trên mạng rồi cô biết chị quen rồi cô. Hôm qua cô có mới coi cái clip của con đầu tiên đó. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều và con đây là rất là quý thưa cô, tại vì trong cái tam bảo thì Phật pháp tăng, những cái y giáo là rất là quý, những món đồ cô gửi tặng là con thay mặt khán giả kênh con cũng như thay mặt chị quen, con cảm ơn cô rất nhiều. Cô cũng xin có lời chúc với ngài robot sắt đá mái là Nam Mô Di Đà Phật, ẩn ẩn hiện hiện, ẩn hiện lành thay lành thay, Nam Mô Di Đà Phật. Ủa sao cô gọi là robot sắt đá mái là sao cô? Cô coi trong cái clip đó là thấy bé Ren nói là ngài là robot sắt đá mái, có nghĩa là nhẫn nhục giống như là cục đá vậy đó. Dạ. Coi như là ai mắng ai chửi mình cũng nhẫn nhục được hết. Dạ. Đó là giống như là cục đá là không nghe, không thấy, không biết, dạ. không nhìn. Thành ra là cô gọi là robot sắt đá mái. Tại bé Ren nói cô đó. Dạ. Cái con cô chưa biết được, cô cũng chưa có biết được. Dạ. Thành ra cô xin chúc là ẩn ẩn hiện hiện, ẩn hiện lần thay lần thay. Con xin chúc ngài robot sắt đá mái giáo hóa và hóa độ chúng sanh trên con đường thành pháp của Phật Tổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Con cũng có biết một điều nữa là công việc của cô á, cô hàng ngày là cô làm gì cô? Cô bán vé số. Cô bán vé số dạo. Cô chú anh chị thấy không? Cô Sáu đây bán vé số dạo. Mà cô chú anh chị biết là những cô chú bán vé số thì cái nguồn thu hàng ngày rất là ít thưa cô chú anh chị.
về công việc cũng rất là mệt, tại vì đi suốt ngày rồi mời chào những người này người kia. Nhưng mà cô đã có một cái tấm lòng rất là lớn, quý thưa quý cô chú anh chị. Cô đã gửi tặng cho chị Quen này. Cô đã đặt mua những bộ đồ của Phật, những cái y áo của Phật này, bên nhà Phật bên đạo đó, cô nhà nghĩa là đem xuống trao cho chị Quen. Giờ đây là cô cũng gửi tiền xuống chị Quen. Dạ con sẽ gửi cho chị Quen trong thời gian sớm nhất thưa cô. Thì có lẽ là ngày mai con sẽ về lại Trà Vinh, thì con sẽ trao lại chị Quen, thì cô xem những cái video của con, cũng sẽ ghi hình cái video đó để cho cô xem, cho cô chú quý cô chú anh chị xem. Và con xin chúc cô là luôn dồi dào sức khỏe, tinh thần trên con đường đạo và mua may mắn đất thôi nha. Dạ cô là hàng tháng là cô vẫn đi chùa hả cô? Đi đến đây? Thì nói chung là tùy duyên. Tùy duyên, có dạ. Có lúc cô đi, có lúc cô không đi. À. Có lúc cô ở nhà. Dạ. Nhà cô là ở... Nhà cô ở Bình Chánh. Cô ở Bình Chánh, dạ. Mình đi qua đây cũng xa hả cô? Xa. Dạ. Hàng ngày bán được nhiều tờ số cô? Bình thường á, những ngày thường thì cô bán 250 tờ. Dạ. Còn những ngày lễ thì cô bán 250. Dạ, dạ. Nhưng mà gần đây thì cô nghĩ cũng thời gian cũng hơi khá dài. Dạ. Vì nhà cửa chưa có ổn định. Dạ. Nên cô nghĩ cô chưa có đi bán lại. Với mưa gió cũng nhiều quá. Khi mình nghỉ thời gian mình đi bán lại những cái mối cũ là có bị mất không cô? Mình bán vẫn được hả cô? Không biết nữa. Thì nói chung là cô đi bán thì cô gặp đâu thì cô bán đó. Ý là cho mấy bữa nay là cô có chưa đi bán hả cô? Chưa đi bán. Mình tính sẽ là đi bán lại trong hai mai. Cuối tháng 9 này. Dạ. Tháng 9 này cô đi bán lại. Con cũng cầu chúc là cô mua may bán đất, mà con thấy cô tuổi cũng lớn rồi cô hả? Cô năm nay bảy mấy tuổi chưa cô sao? Cô năm nay 58 tuổi. 58 tuổi rồi. Tại con thấy tóc cô bạc hết trơn rồi, con nghĩ là cô lớn lắm rồi. Dạ. Trời ơi quá trời, cô chú anh chị ơi, cái này Nghĩa xin thưa với cô chú anh chị là 1, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu cũng không bằng cái y áo này đâu. Nói thật lòng, nếu những quý cô chú anh chị đã biết nhiều về Phật giáo á, thì những cái y áo của nhà Phật, những cái áo lam nó nâu rất là quý luôn. Khi mà cô chú nào đó khoác lên mình cái áo lam thì có sự thanh nhã, cái gì đó là thanh tịnh của Phật môn. Thì cái món quà của cô rất là ý nghĩa luôn. Và con cũng gửi lời, một lần nữa gửi lời cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, hy vọng là cô sẽ làm ăn khấm khá phát đạt để đồng hành với những hoàn cảnh, những Phật tử nghèo khác ạ. Dạ, cho hỏi hiện tại cô đang ở với ai cô? Nhà mình ở với ai cô? Cô ở độc thân, chỉ có ba mẹ con thôi. Dạ. Vậy là mấy anh ở nhà làm cũng đi làm? Có mình thằng nhỏ này là Út, rồi dạ. Có cái gái lớn ở nhà. Dạ. Mấy chị có gia đình chưa cô hả? Chưa có gia đình. Con bé đó thì cũng nó muốn sống độc thân, nó không muốn lập gia đình. Cũng có chị có đi theo chùa theo Phật gì không? Cũng có căn. Cũng hướng về Phật giáo cho nên là muốn nói chung là cô đạo Phật bình thường thôi, không có gì hết. Ở nhà cô chỉ có thờ Phật mẫu chuẩn đề Bồ Tát. Dạ. Rồi chỉ có một vị thôi. Dạ. Mà mình niệm á thì mình biết á thì mình niệm nhiều vị. Dạ. Niệm cả chờ Phật. Dạ. Cả mười phương chư Phật. Dạ. Bình thường hàng ngày á thì mỗi tối là cô lúc ngang á, là lúc trước cô khỏe thì cô đọc kinh, cô mệt thì cô ngồi cô niệm Phật. Những lúc đọc kinh thì cô niệm là quán Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát. Yeah. Đó, cô niệm tất cả các vị, nếu mà cô biết được vị nào cô niệm vị đó. Yeah. Còn khi mà cô đọc kinh xong thì cô hồi hướng cho cửu hiền thất tổ và cô hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả bát gia bát tánh. Yeah. Và tất cả những vị hương linh ông bà quốc hoặc quốc ngoài ở gần ở xa. Và tất cả các vị nam nữ và tất cả các trẻ em mồ côi ở gần ở xa. Yeah. Đó là được siêu sanh về cõi tịnh độ. Yeah. Người ta về tịnh độ người ta còn đi tiếp nữa. Yeah. Người ta còn niệm Phật để người ta đi tiếp nữa. Yeah. Đó. Thì cô niệm tất cả ở trên là có 10 phương chư Phật, 10 phương tăng đảo, 10 phương pháp, 10 phương tăng. Yeah. 9 phương trời, 10 phương Phật, trời Phật, đức tiên, chư vị thánh thần. Gia hộ được thì cả muốn chứng minh cho con thành tâm hồi hướng công đức này. Yeah. Là mình đọc cái gì đó thì mình hồi hướng lại cho tất cả. Yeah. Pháp giới chúng sanh, nhất là cửu hiền thất tổ, và hai nữa là pháp giới chúng sanh, và ba nữa là gia đình hiện tại của cô là chỉ có ba mẹ con thôi. Dạ. Cô chỉ có đi đó thôi chứ cô không biết nhiều lắm đâu. Dạ. Thằng cô cho hỏi là cô xem clip chị Quen trên video của anh Nghĩa ra là cô cảm nhận theo suy nghĩ riêng của cô là thế nào không cô?
nhưng mà cô coi cái clip đó thì cô không nhớ clip nào nha. Cô cũng có coi một hai clip trước rồi, rồi mới thấy clip của chú Nghĩa ở đây. Thì cô thấy ở đây cũng giống như là một vị ở trên thiên á. Một vị ở trên thiên nhưng mà mình không biết là ai, nhưng mà rất là lớn. Một vị ở trên thiên người ta xuống đây cũng như là người ta giáo hóa chúng sanh và hóa độ cho chúng sanh trên con đường mật pháp. Để cho chúng sanh biết quay đầu về giờ tu tập, bởi vì cũng là thời mật pháp cuối rồi. Cô chỉ biết như đó thôi. Có nghĩa là thánh xuống nhập vô, nhập vô duyên. Cái đó là không nhập cô, đây không là nhập. Cái điểm. Cái điểm của ân trên điểm cô thôi chứ còn không nhập. Đúng rồi, vong là mới nhập. Giáo hóa chúng sanh và hóa độ cho chúng sanh, ráng tu tập, ăn chay niệm Phật tu tập để mà trở về cõi thiên. Cô không biết nhiều lắm đâu. Hai con xin hết. Con cảm ơn cô nhiều. Con chúc cô nhiều sức khỏe cô nha. Hy vọng là có một ngày nào đó con gặp lại cô. Chúc cô nhiều sức khỏe và mua mai bất khách mến chào cô chú anh chị. Thì hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại chùa Quang Thánh Thế Quân ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đây cô chú anh chị. Và hôm nay Nghĩa nhận được cái món quà của cô Sáu. Cô Sáu có gửi cho Nghĩa nè. Món quà gửi cho chị Quen là hai bộ y áo. Hai bộ y áo nó làm cái nhà Phật của cô chú anh chị. Nghĩa cũng rất là xúc động khi nhận món quà này thưa cô chú anh chị. Bởi vì cái tấm chân tình của cô Sáu là cô bán vé số. Thì cô chú anh chị biết cái bán vé số thì cái thu nhập sẽ không có nhiều ạ cô chú anh chị. Nhưng mà cô vẫn nhín nhúc ra để hướng về Phật, để mua cho chị Quen những cái bộ đồ này. Và ngoài ra Nghĩa cũng có nhận của cô 200 ngàn để gửi cho chị Quen. Chứ dù là của ít làm nhiều nhưng là rất quý. Nhưng mà Nghĩa rất trân trọng những cái điều đó của cô. Và cũng mong rằng cô luôn luôn dồi dào sức khỏe và hướng tới con đường đạo pháp của cô chú anh chị các bạn. Nghĩa cũng mong rằng tất cả những anh chị em, cô chú anh chị chúng ta luôn sống chan hòa, yêu thương nhau để đi đến một cái con đường bến bờ hạnh phúc của Phật pháp của cô chú anh chị. Và Nghĩa cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem và theo dõi video của Nghĩa thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc cô chú anh chị bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ.